Nguyễn Huyền ơi, học sướng vô cùng tận. Maldives là một nơi mà người ta vẫn gọi là thiên đường hạ giới, nhưng mà thật sự phải đến đây thì mình mới hiểu được cái từ thiên đường sẽ được định nghĩa như thế nào. Đó là những cái khoảnh khắc mà mình được tận hưởng mọi thứ mà mình có thể là chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ được hưởng nó. Đó sẽ là những khoảnh khắc thật là riêng tư, lãng mạn. Đó cũng sẽ là những cái khoảnh khắc thật là vui vẻ khi mình lần đầu tiên được nhìn thấy cá mập, hoặc là lần đầu tiên được sờ vào cá đuối, hay là lặn biển để nhìn thấy những cái dãy san hô đẹp chỉ có trong một phim nàng tiên cá thôi. Bây giờ thì mình cũng được hóa thân thành nàng tiên cá rồi, mặc dù là mấy ngày hôm nay là ông đã đen đi rất là nhiều người nè, màu đó, đổi trên da của ông rồi, in đúng hình bộ đồ luôn. Đây là một người đang chơi những hoạt động như là bóng chuyền và lướt ván. Nói chung là có rất là nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại đây, hoặc là người ta kéo những cano xong rồi sẽ gọi là bay theo gió đó, ở trong những cái dù đó mọi người, để mà chơi cho thật là đã luôn. Ở đây chỉ cần có một cái mặt nạ full face ốc có mua để mặt một cái mặt xuống nhìn thấy cá bơi thôi là sướng sướng rồi. Yes, ok, để đi vô lấy nước uống. Đó là quầy bar của Cani, quầy bar ngay bãi biển luôn. Và ở đây á được phục vụ rất là tốt luôn, bà chị ruột đẹp thường luôn. Ốc đang ở Maldives. Ừ đúng rồi, đen thôi, phải đen thôi, chứ đi chơi biển mà sợ nắng sợ gió sợ đen làm sao mà bơi được, làm sao mà chơi được, làm sao mà tận hưởng được chứ. Em xuống với anh. Nói chung là đã xin phép Calacao cho ba mẹ được đi ra nơi được gọi là thiên đường vài ngày, và Calacao duyệt cho 3 ngày. Nhưng mà đi hơi lố. Tới chủ nhật này thì ông sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Lý do là tại vì á, ở thì cũng không phải là quá lâu, nhưng mà cũng đủ để trải nghiệm. Ông được trải nghiệm rất là nhiều cái hoạt động ở đây, được tận hưởng tới 3 resort lớn. Đêm đầu tiên thì ốc đến ở Malé, đến ngày hôm sau thì ốc ra đảo và trải nghiệm tại Paradise Resort. Ngày hôm nay là Cani và ngày mai sẽ là Pinohu. Thì riêng Cani với lại Pinohu là ở trên hai hòn đảo gần nhau, chỉ cách cái thời gian di chuyển bằng tàu là 5 phút thôi, và cùng thuộc hệ thống Club Med, nên là ốc mới check in là Club Med Cani. Maldives là vậy đây. Cani, I love Cani mà love thiệt. Bánh tim cho Cani tại vì nơi này quá xinh đẹp. Lần này ốc may mắn lắm, ốc được ở khu vực đó đó các bạn. Nhà mình đó, các bạn nhìn thấy có sang chảnh không? Ở đó là khu Water Villa, là khu biệt thự nằm ở trên mặt nước. Và mình chỉ cần bước chân xuống cái cầu thang thôi là mình sẽ nhìn thấy được những cái đàn cá tung tăng ở phía dưới ngay chân mình luôn. Và lặn xuống nữa thì tuyệt vời luôn. Đó là những cái điều mà chỉ có ở hòn đảo thiên đường này á, thì mình gần như là mình mới có thể cảm nhận nó một cách trọn vẹn nhất thôi. Tại vì người ta có ý thức để bảo vệ môi trường, nước biển rất là xanh trong, và những cái rặng san hô nó ánh lên làm cho nước biển nó có màu nhạt. Nó sẽ không giống như mình đi ở những cái vùng biển mà mình không, rất là khó để mình nhìn thấy cá phía dưới. Đương nhiên là Việt Nam mình cũng có những vùng biển rất là xinh đẹp, nhưng mà về dịch vụ thì đúng thật là mình đến đây thì mình cũng thấy là có nhiều sự khác biệt. Ốc ước ao ha, nếu mà Việt Nam mình á, những cái vùng biển mà đẹp thì là đẹp như vậy, nhất là biển miền Trung á, mà nếu như mà có những dịch vụ tốt hơn nữa thì người dân mình sẽ được đến và tận hưởng những cái điều thật là tuyệt vời. Nhưng mà cũng phải thay đổi cái ý thức để mà mọi người phải biết giữ gìn vệ sinh chung, giữ gìn môi trường và bảo vệ tài nguyên biển nữa, thì chúng ta mới có thể bảo vệ được những cái vùng biển xinh đẹp của mình. Thì ở đây họ làm điều đó rất là tốt. Các bạn nhìn cái màu nước này, xanh trong những người đây. Cái cầu dài là đưa mọi người từ phía bến ở phía ngoài tiến chân vào trong Cali. Thì ở đây di chuyển thì chắc chắn là từ nơi này sang nơi khác là mình sẽ phải ra bến tàu, rồi sau đó là mình đi theo đúng cái số tàu của mình để mình đến được hòn đảo mình mong muốn. Thì hôm qua thì ốc ở Paradise, trưa nay thì ốc đã check out ra khỏi Paradise và trở lại bến tàu. Thì chỗ bến tàu cũng là sân bay luôn các bạn, tất cả là tập trung ở một bến hết. Và ốc đến cái quầy của Club Med là quầy số 61 để mà đón tàu đi ra đây, đi ra Cani. Thì ở bên kia là những nhân viên của Cani, họ chào đón mình đó, họ vẫy tay, họ chào cái tàu của mình khi mà mình đến, và họ đã sắp xếp để mà đón tiếp ốc rồi đưa mình vào phòng. Và bất kể cái điều gì mình cần ở đây thì đều có sự hỗ trợ từ nhân viên của Cani. Như
Giờ này bên đây là 6 giờ chiều rồi nhưng mà trời vẫn rất là sáng. 7 giờ là vẫn còn sáng mọi người. Ở đây là lệch múi giờ so với Việt Nam là 2 tiếng đồng hồ. Là đi trước mình 2 tiếng. Nên là các bạn biết không, việc mà mình có đang đi cũng rất là xứng đáng. Thế là các bạn đừng lo, ốc bán mỹ phẩm mà. Đang đi ốc dưỡng lại mấy hồi. Ốc mang rất là nhiều kem chống nắng dùng cho mặt, cổ và body. Nhưng mà vì do ở đây là nắng ngoại đảo, ánh nắng trực tiếp luôn và ốc ngâm nước quá lâu, đúng ra là vài tiếng thì mình phải bôi kem lại. Nhưng mà vì đã quá, lặn đã quá, trời ơi sáng nay ốc lặn mà ngụp xuống xong rồi hả, ngắm cá mê mẩn luôn các bạn. Ngày nào cũng tắm gội đầu hết á, ngày nào cũng thay 3-4 bộ đồ, ngày nào cũng make up sửa soạn lại hết á, sung sướng quá mà phải lưu lại hình ảnh đẹp chứ, với lại là chẳng sợ đen đâu, bởi vì đi chơi mà phải tận hưởng chứ mình cả đời dưỡng lại. Đúng rồi, đây nè, ốc đen nè, các bạn nhìn rồi đó, đúng màu luôn, đúng cái áo luôn. Kệ, nhưng mà buồn lại thì mình đang có bộ đồ rất là đẹp đúng không mọi người. Trời ơi, lần này mình đầu tư lắm nha các bạn nha. Vài hoa này, mình đeo bông tai rực rỡ này, mình đánh những màu son đẹp nè. Mình mặc những cái đầm maxi nè. Thì hôm nay phong set này là của ca sĩ Phương Trinh Jolie tặng đó. Cảm ơn em yêu Phương Trinh đã tặng chị ốc luôn. Và những cái bông tai xinh đẹp thì ốc có cả những bông tai mà của em stylist Hồ Hoài Linh gửi cho chị ốc để trước khi chị ốc đi là được chuẩn bị simi đầy đủ, cho nên là rất là nhiều hình ảnh để bung lụa. Ừ, Khánh Linh chị cũng kệ luôn, chị đùa bạn cũng bỏ mình luôn. Kệ, chơi đã luôn đi. Đi chơi mà, chơi cho nó sướng. Sung sướng, ôi sung sướng cuộc đời. Cảm ơn Hoàng Phương. Ồ, da mình sạm hẳn luôn, thay đổi màu luôn. Ngày hôm qua là livestream các bạn nhìn thấy vẫn còn trắng trắng ha. Ngày hôm nay đi lặn biển xong đen thui. Kệ, đen như vậy xong mình mặc đồ màu nổi ha, đánh son màu nổi thì nó sẽ rất là đẹp. Và đi biển mà phải vậy chứ. Kelly Lin. Ừ đúng rồi, em yêu Hải Linh. Ốc mama tài trợ lại trắng ngay. Ôi à, chết rồi. Từ đó tới giờ thì mình vẫn nghe tới Maldives đúng không? Và có nhiều người thì người ta không hiểu là bằng cách nào có thể đến được đó. Thực ra thì cũng đúng là không dễ để đến đây thật, nhưng mà nếu mà biết cách ấy, thì cũng không phải là quá khó các bạn. Bút vé máy bay sớm thì nó cũng khá là rẻ, nhưng mà mình phải transit. Nói chung là cái đoạn đường đi thì nó hơi cực một chút, tại vì phải transit. Một là transit Bangkok hoặc là Kuala Lumpur. Hôm bữa thì ốc transit ở Kuala Lumpur, rồi sau đó mình phải chờ, rồi mình bay thêm một chặng nữa. Tức là thời gian tổng cộng, thời gian ra sân bay, thời gian làm thủ tục, thời gian transit, thời gian bay là phải từ 10 tới 12 tiếng mình mới đặt chân đến thủ đô Malé. Rồi từ Malé mình mới đi ra đảo, thì bạn ở resort nào thì bạn sẽ ra đúng cái đảo đó. Và thường thì các resort khác nhau á thì sẽ phải về bến rồi mình đi đúng cái tàu để ra hòn đảo của mình. Nhưng mà hôm nay và ngày mai á, thì ốc chỉ di chuyển gần thôi. Ngày mai thì ốc sang Kinohu thì sẽ sát gần Kani và chung hệ thống Club Med luôn. Cho nên là ốc chỉ di chuyển tàu khoảng 5 phút là xong. Và không cần phải quay về bến, thì đó cũng là cái điều mình cảm thấy thích. Bởi vì mình vẫn được trải nghiệm những cái nơi khác biệt để mình có sự so sánh, để mình có những dữ liệu để mình viết bài review. Nhưng mà mình lại không phải di chuyển có đoạn đường quá xa như là hôm qua và hôm nay. Ở Kani thì sung sướng là có rất là nhiều những cái quầy bar hay là những cái khu vực mà buffet và đồ ăn mà free, không có tính tiền, tức là mình có thể vào bất kỳ lúc nào mà không tính tiền. Còn những cái giờ cố định để mình ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối thì sẽ có những cái khung giờ nhất định. Nhưng mà đó, khách nước thì đi vô quầy lấy nước thôi, thoải mái sung sướng. Và rất là nhiều show, mình có thể tham gia các show như là dance, nhảy múa nè, rồi belly dance, cái bụng. Hay là mình có thể đi soi cá mập hoặc là đi ngắm cá heo, mà nếu may may thì gặp được cả cá voi nữa đó. Nhắc hụt xuống nước mà mình thấy một cái đàn cá bảy màu nó bơi lội xung quanh mình, xong mình sờ cả vào cái cơ thể của con cá luôn. Trời ơi, cảm giác nó rất là đặc biệt. Đi bỏ về tàn tàn về luôn đi, rồi rắp rửa ra đây rồi luôn. Yeah.
là tùy. Đang ở đâu hả Trang Phan? Đang ở Madrid. Và đang ở một nơi rất là xinh đẹp, tại vì ốc được trải nghiệm nhiều resort ở đây mà. Mỗi ngày hưởng cái. Mà hộ lần này là ở đã lắm. Trời ơi, xíu mà hả? Cho nên là ở đây thì có lẽ là đi hai vợ chồng thì hợp lý hơn. Nhưng mà biết đâu
hơi nhiều, cho nên là chị tranh thủ tận hưởng vào những cái lúc mà mình đi chơi như thế này. Đi chơi là mình gọi là mình được relax, mình được tận hưởng, mình thoải mái, mình nạp năng lượng. Và Úc nghĩ là những cái chuyến đi chơi nó rất là xứng đáng, nó giúp cho tư duy của mình mở và mình sẵn sàng đón nhận mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình. Mình nhìn thế giới bằng một cái con mắt khác. Gọi là thay đổi một điều vĩ mô hay to tát thì không hẳn, nhưng mà cách mình thông cảm cho mọi cái điều nó xảy đến với cuộc sống của mình, hoặc là mình rộng lượng hơn, mình bao dung hơn và mình dễ kết nối hơn á, thực sự điều đó là có thật. Và chính những cái chuyến đi chơi nó đem đến cho mình cái sự tận hưởng như vậy. Và đó là một cái quá trình, và Úc mong rằng là mọi người cũng có thể tận hưởng những chuyến đi chơi để sau đó mình thấy cuộc đời của mình á nó tươi đẹp hơn và có nhiều điều tích cực hơn. Thôi bây giờ ông tặng cho mọi người đây. Nếu mà về phòng với mình like được thì sẽ cho mọi người biết phòng của mình nhé. Giờ ngồi đây chơi hay là về phòng? Hay là về? Về phòng tắm cái nằm chút xíu lên. Về phòng tắm. Trời, tối là bị rắc rồi. Về phòng tắm chút xíu xong rồi tối ra ăn tối. Hương Mai ở Việt Nam mà 8 giờ là bên đây là 6 giờ đó. Bên đây đi trước 2 tiếng. Sang Nguyễn đang xem. Ốc sẽ share lại trên trang cá nhân của mình. Trời ơi, tôi không nên xuất hiện trên cái nền này. Nó đã cam rồi, nó còn nhìn thấy mình đen thủ lùi. Ok, nói chung là ông đang rất là vui, đang rất là tận hưởng và sung sướng. Thank you, Club Med Khani Maldives. Thank you so much. Thank you, amazing our world. Cảm ơn các bạn đã kết nối. Mình được đến đây nha. Đây là một cái bộ thôi. Anh chị đùa hả? Anh chị đùa đây nè, kế bên nè. Đó. Xin test test. Cứu Phương, chị đi tự túc em. Nhưng mà ngay lúc này thì cũng có một đoàn tour bên công ty du lịch quốc tế Việt Á đó, họ cũng sang đây. Đó là công ty mà hay kết nối với nhà Ốc trong những cái chuyến đi du lịch đó, sắp xếp để cả nhà mình được đi với nhau trong những cái lịch trình rất là xa đó. Thì họ cũng đang có một đoàn tour tại Maldives luôn, nhưng mà lại ở resort khác. Tức là ở đây mình biết là họ ở gần nhưng mà gặp cũng có được mọi người, tại vì từ hòn đảo này sang hòn đảo kia. Bây giờ thì Ốc chuẩn bị đi về phòng và Ốc sẽ ơi sẽ tắm rửa thay đồ để tối xuống đây ăn tối. Tối ở đây thì mọi người nhìn nè, đây bữa tối đi nhờ đây. Bao nhiêu cái bàn đã được sắp xếp sẵn để mọi người có thể dùng những cái bữa tối lãng mạn bên bờ biển này, mọi người thấy sung sướng không? Đó. Trời ơi. Ngồi ăn tối ở đây thì còn gì bằng. Ở đây là những cái bữa tối mà mọi người dùng trên biển nhưng mà chung với nhau nha, còn có những cái khu vực mà có những cái lều á để dành riêng cho những cặp đôi mình có thể đặt riêng, thì nó có những cái mái vòm mà có boan á, bay 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 trong gió biển tới xin lắm này. Nói chung là biển ở đây đẹp lắm và dịch vụ cực kỳ đẹp, cho nên là mình sẽ được tận hưởng rất là nhiều. Nên khu mà ở đó, khu mà tôi đi là thì ở bên đó là những cái nhà gỗ có mái lá và làm cho mình có cảm giác rất là mộng. Phòng cũng vậy, họ làm những cái bức tường bằng mây á, cho nên là mình có cảm giác là nó rất là thiên nhiên, nó rất là gần gũi. Mình thấy mình thoải mái lắm, tự do lắm. Cảnh đẹp quá, cảnh đẹp. Chào Huệ Hoa Hồng, cảm ơn bạn Hoàng Yến. Cảm ơn em Nguyễn Hằng, thực sự đến đây tự nhiên mình cảm thấy mình vui vẻ, yêu đời và xinh đẹp hơn á. Thật sự là như vậy, khi mình được đến những cái nơi mà
cho mình nhiều niềm vui á, và họ quá chu đáo với mình á, cái mình cảm thấy mình sung sướng á, xong mình lại được trải nghiệm những cái điều nó rất là khác biệt. Tức là nhiều khi cái cuộc sống mình nó bận quá đó các bạn, mình không có dịp để mà mình gọi là buông cái điện thoại ra, hay là mình đừng bỏ công việc để mà mình làm những điều nó có phần khác biệt và điên rồ á. Cho nên ốc đi chơi rất là nhiều như vậy, ốc luôn tìm kiếm cho mình những cái điều tích cực từ những cái chuyến đi. Và lần này đến Maldives thì thực sự cũng là một quyết tâm á chứ, tại vì đã tính đi từ năm ngoái đó rồi không có dịp. Thì ốc sẽ bye bye.
nay Linh Nguyễn ngắm chị hoài, em không biết chán, thôi đừng chán chị, em cứ ngắm chị đi, ngắm chị đâu có tốn tiền đúng không? Phạm Nguyên, Mary Nguyễn. Ok thôi bây giờ ốc tạm biệt mọi người đây. Ốc sẽ đi về phòng để tắm thay đồ và tối ốc sẽ ra ăn tối. Bye bye mọi người, một lần nữa cảm ơn các Medkani Madips đã hỗ trợ để ốc với chị rùa được đặt chân đến đây và cả San Photo nữa. Ốc cũng luôn gọi là yêu quý và cảm kích rất là nhiều trước tấm lòng của Amazing Outdoor, Amazing Outdoor. Amazing Hour, tại vì họ đã rất là yêu mến ốc từ lúc mà mình đi sang Bhutan đó, và sau đó cũng hỗ trợ rất là nhiều để mà mình đến những cái nơi